Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Vogue vào ngày 16 tháng 2 vừa qua, cựu Spice Girl cảm thấy choáng váng sau khi được người dẫn chương trình The Run Through Chloe Malle hỏi về mối quan hệ với con trai Brooklyn Beckham và người vợ Nicola Peltz. Victoria không ngần ngại chia sẻ rằng bản thân cô không thích đưa ra lời khuyên, đồng thời sốc trước câu hỏi có hào hứng trở thành bà hay không. Nhìn biểu cảm có thể thấy, nhà thiết kế thời trang vô cùng thích viễn cảnh được lên chức bà nội. Hơn thế nữa, Victoria còn cảm thấy bối rối trước ý kiến cho rằng Brooklyn sắp có con, thậm chí tiết lộ muốn có nhiều đứa con với Nicola. Cái gì? Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, trừ khi các bạn biết điều gì đó mà tôi không biết. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cựu ca sĩ nói thêm, nếu tôi được ban phước thì điều đó thật tuyệt vời. Vào hồi tháng 8 năm 2022, Brooklyn cho biết bản thân muốn có không dưới 10 đứa con với vợ Nicola. Đầu bếp đầy tham vọng mong ước trở thành một ông bố trẻ và hy vọng sẽ sớm lập gia đình với người thừa kế 27 tuổi. Tôi luôn muốn trở thành một ông bố trẻ và tôi rất muốn sớm có một gia đình, nhưng bất cứ khi nào vợ tôi sẵn sàng. Tôi có thể có khoảng 10 đứa con, nhưng cơ thể của cô ấy, đó là quyết định của cô ấy, anh nói với Entertainment Tonight. Cựu nhiếp ảnh gia gần đây cũng nói thêm với Variety, chúng tôi rất muốn có một gia đình lớn vào một ngày nào đó. Chúng tôi rất muốn có một số thứ của riêng mình và chúng tôi rất muốn nhận nuôi. Sẽ thật tuyệt vời khi có những chú Peltz Beckham bé nhỏ chạy nhảy xung quanh. Không những thế, Brooklyn còn tiếp tục tiết lộ Nicola có linh cảm rằng đứa con đầu lòng của họ sẽ là con trai. Về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cách đây không lâu, lần đầu tiên nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham có động thái hé lộ mối quan hệ tình cảm với nàng dâu. Theo đó, vào hồi sinh nhật dâu trưởng, Victoria Beckham đã có một bài đăng chúc mừng sinh nhật rất ngọt ngào. Chúc mừng sinh nhật Nicola Annie Peltz Beckham, cả nhà yêu thương con rất nhiều. Tình yêu thương, sự nhân hậu, tài năng và cả năng lực nhảy múa của con đều ấn tượng. Con là bạn nhảy xuất sắc của mẹ và cũng là người con dâu đáng yêu nhất. Trước đó, Victoria chia sẻ một clip cho thấy cô và con dâu cùng nhau nhảy múa vui vẻ trên bờ biển trong kỳ nghỉ của cả gia đình ở Bahamas nhân dịp đón Giáng sinh và năm mới. Cựu danh thủ David Beckham cũng có đăng tải trên mạng xã hội để chúc mừng sinh nhật của con dâu. Chúc con có một ngày thật tuyệt vời nhé, mọi người đều yêu thương con. Động thái của vợ chồng Beckham và Victoria Beckham cho thấy mối quan hệ giữa nhà Beckham và con dâu trưởng đang ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Thực tế, kể từ khi Nicola chính thức trở thành con dâu nhà Beckham, đến thời điểm hiện tại, sau gần 2 năm cô gắn bó với cậu cả Brooklyn, Nicola mới được chứng kiến những động thái bộc lộ tình cảm yêu mến của cha mẹ chồng dành cho mình trên các tài khoản mạng xã hội. Giữa đôi bên từng có khoảng thời gian lạnh nhạt, không có bất cứ tương tác nào trên mạng xã hội. Những căng thẳng lạnh nhạt này bị cho là bắt nguồn từ áp lực quá lớn, cộng thêm những bất đồng trong cách tổ chức hôn lễ của Nicola và Brooklyn. Thực tế, quá trình tổ chức hôn lễ khá rối loạn, có tới 2 công ty tổ chức sự kiện đã phải từ bỏ công việc này. Công ty thứ ba bắt tay vào hoạt động tổ chức lễ cưới ở thời điểm sát nút trước khi hôn lễ chính thức diễn ra theo thời điểm đã ấn định. Vì vậy, nhà Peltz đã phải chi thêm thù lao cho công ty này, ước tính chi phí tổ chức hôn lễ lên tới 3,5 triệu đô la Mỹ.